Theo Bộ Công Thương, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP tháng 2 năm 2024 ước tính giảm 18% so với tháng trước và giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 15,3%, ngành chế biến chế tạo giảm 6,5%, sản xuất và phân phối điện giảm 3,6%. Tuy nhiên, tính chung 2 tháng đầu năm 2024, sản xuất công nghiệp đã cho thấy những tín hiệu tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù số ngày làm việc ít hơn do Tết Nguyên đán diễn ra trọn trong tháng 2 năm 2024. Sản xuất công nghiệp tăng trên diện rộng ở 56 trên 63 địa phương, đặc biệt một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá cao ở mức 2 đến 3 con số do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hoặc ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao.